Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 23 tháng 10. Hầu như tất cả các chuỗi siêu thị đều thông báo thu hồi sản phẩm Oma với hạn sử dụng từ ngày 26 tháng 10 đến 30 tháng 10. Pfizer tuyên bố vaccine hiệu quả trên 90% với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đường sắt Cát Linh Hà Nội đội vốn hơn 9.200 tỷ đồng. Vào thứ Sáu, Bộ Y tế sẽ ghi nhận 4.224 trường hợp nhiễm coronavirus mới. Đây là số ca nhiễm nhiều nhất kể từ ngày 13 tháng 4. Số người nhiễm coronavirus mới, số bệnh nhân nhập viện và số người tử vong đã tăng mạnh trong suốt một tuần qua. Số người đang nhập viện vì COVID-19 đã tăng thêm 2/3 so với thứ Sáu tuần trước, lên 834 trường hợp. Số người tử vong do nhiễm coronavirus đã được ghi nhận chỉ trong 7 ngày qua là 62 người, nhiều hơn 18 người so với tổng số cả tháng 9 cộng lại. Trong đầu tháng 9, số người nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày chỉ khoảng 200-300 người, số người nhập viện chỉ có khoảng 60 người. Tính đến ngày hôm nay, số người nhiễm bệnh được xác nhận trên 100.000 người dân trong vòng 7 ngày qua đã tăng lên từ 154 trường hợp lên 176 trường hợp. Trong toàn bộ đợt dịch kể từ đầu tháng 3 năm ngoái cho đến giờ, đã có khoảng 1,73 triệu người nhiễm coronavirus đã được ghi nhận ở Cộng hòa Séc và có 30.608 người tử vong. Bộ trưởng Bộ Công Thương và Giao thông Vận tải Kara Havlicek cho biết việc bãi bỏ thuế DPH năng lượng là một giải pháp an toàn. Ủy ban châu Âu sẽ không kiện Cộng hòa Séc vào thời điểm này. Theo như Chủ tịch Đảng KDU-CSL Marian Jurečka, giải pháp này có ý nghĩa trong thời gian ngắn, quan trọng hơn là phải giúp đỡ có mục tiêu dài. Bộ trưởng Bộ Công Thương và Giao thông Vận tải Karel Havlicek trước lời buộc tội rằng bãi bỏ thuế DPH năng lượng là vi phạm chỉ thị của EU cho biết, chỉ thị giảm thuế năng lượng đã mở và chúng tôi cho đến nay đã nhận được phản hồi từ Ủy ban châu Âu cho rằng họ sẽ không kiện Cộng hòa Séc. Ông còn nói thêm rằng nhiều quốc gia châu Âu khác cũng có yêu cầu tương tự, ví dụ như Tây Ban Nha muốn giảm thuế DPH năng lượng xuống còn 5%. Theo ông, các biện pháp như trợ cấp nhà ở cho những hộ nghèo nhất không thể giải quyết được tình hình. Chủ tịch KDU-CSL Marian Jurečka lại nói rằng đề xuất của chính phủ trong Hạ viện mới không có nhiều cơ hội thành công. Theo ông, quan trọng là sự giúp đỡ phải có mục tiêu. Chính phủ hiện giờ và tương lai nên nhấn mạnh hỗ trợ các hộ gia đình hay các công ty, thậm chí là các thành phố nơi thành lập các tổ chức, chẳng hạn như bệnh viện hay viện dưỡng lão. Theo như thông báo từ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục, giáo viên chưa tiêm chủng sẽ phải đeo khẩu trang trong khi giảng dạy, còn học sinh thì không phải áp dụng điều này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Robert Plaga và Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojcik đã đồng ý vào sáng thứ Sáu rằng ở một số huyện có tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày qua trên 100.000 người dân với hơn 300 trường hợp, thì tại đây các học sinh chưa tiêm chủng sẽ phải làm xét nghiệm coronavirus vào ngày mùng 1 và ngày mùng 8 tháng 11. Các giáo viên không tiêm chủng sẽ phải đeo khẩu trang trong khi giảng dạy. Tuy nhiên, bắt buộc này sẽ không phải áp dụng cho học sinh. Từ thứ Hai, các biện pháp dự thảo cần được đưa ra xem xét bởi Hội đồng Chính phủ về rủi ro sức khỏe và nên có sự chấp thuận của chính phủ. Từ tháng 11, các nhà hàng, quán ăn sẽ phải kiểm tra khách hàng của mình rằng liệu họ đã tiêm chủng ngừa coronavirus, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã nhiễm COVID-19 trong vòng 6 tháng qua. Một số quán ăn đã sẵn sàng cho việc kiểm tra như vậy, còn một số thì lại yêu cầu nhà nước trợ cấp vì lượng khách sẽ giảm đi đáng kể. Thêm nữa là xét nghiệm từ tháng 11 sẽ phải trả phí nên sẽ có nhiều người cân nhắc nên đi ăn ở nhà hàng hay ở nhà. Nếu không thì hãy để nhân viên trạm vệ sinh dịch tễ hay cảnh sát kiểm tra thay họ. Nếu khách hàng vi phạm luật không chứng minh được miễn nhiễm tại thời điểm đó, sẽ bị phạt tại chỗ lên tới 10.000 korun. Riêng đối với chủ nhà hàng, quán ăn, phòng gym có thể nhận mức phạt tới 3 triệu korun. Vào thứ Năm tuần qua, người dân Séc lần đầu tiên đã nhìn thấy Tổng thống Séc Miloš Zeman qua một đoạn video được lâu đài đăng tải khi ông đã tự ký giấy triệu tập Hạ viện. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chính trị gia lên án xung quanh đoạn video này, còn Thượng viện thì vẫn sẽ tiến hành về điều 66, chuyển giao quyền lực Tổng thống. Trong khi đối với lâu đài, video là bằng chứng về tính xác thực về chữ ký của tài liệu, nhưng theo những người khác, nó chứng tỏ về hành vi xử lý tình huống khá tệ của văn phòng lâu đài. Chủ tịch Thượng viện Miloš Vistrčić cho biết, bài phát biểu của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Cộng hòa cho phép chúng tôi tin rằng
Tổng thống không thể thực hiện bất kỳ vấn đề chính trị nào vào thứ tư tuần qua. Cũng đã có một tranh luận về việc kích hoạt điều 66. Chủ tịch đảng SPD Tomio Okamura nói rằng, những đoạn phim này cho thấy việc Tổng thống bị tước quyền hạn là không thể chấp nhận được tại thời điểm này. Nhưng theo Chủ tịch Topnoa David Marketa Adamova Pekarová cho biết, tôi hoàn toàn tin rằng việc kích hoạt điều 66 tại Hiến pháp không nên được thực hiện trên cơ sở một đoạn video này, mà trên cơ sở báo cáo từ Bệnh viện Trung ương. Nhiều người cũng cho rằng những người xung quanh Tổng thống không đeo khẩu trang trong bệnh viện, đặc biệt là ở trong thời kỳ đại dịch. Thế nhưng bệnh viện chuyến thăm được diễn ra vào ngày hôm đó mà không có ai giám sát. Ngay kể cả trước cuộc họp nhậm chức của Hạ viện, tức là vào đầu tháng 11, Thượng viện sẽ yêu cầu Bệnh viện Quân đội Trung ương một lần nữa báo cáo về tình trạng sức khỏe của Tổng thống. Các chuỗi cửa hàng của Tesco, Billa, Kaufland, Lidl hay nhiều hãng hàng khác đã thu hồi sữa Oma với hạn sử dụng từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 trên thị trường vì cho rằng sữa Oma bị nhiễm khuẩn và gây ra vấn đề về tiêu hóa. Nhà máy sữa Oma đã thông báo rằng sữa tươi đóng chai nhựa bị nhiễm khuẩn do lỗi kỹ thuật. Oma cho biết sự nhiễm khuẩn lần này không phổ biến và rộng rãi, nhưng sữa có thể bị hư hỏng ngay cả khi được bảo quản trong điều kiện thích hợp. Vì vậy, họ muốn thu hồi lại sản phẩm. Lidl, Billa, Tesco, Kaufland, Albert, Globus, Ruska, Košice.cz, Makro hay Gip và một số cửa hàng lớn nhỏ khác cũng đều thông báo thu hồi sản phẩm này và có thể mang đến trả lại cho tất cả các quầy informatie và một số nơi không cần hóa đơn. Bổ sung vitamin vào dưỡng chất tốt lành cho cơ thể cùng Relax. Đặc biệt, cứ khi mua một bịch Relax Immuno 1 lít hay Relax Salty 1,5 lít hoặc 0,4 lít, có ngay cơ hội trúng xe điện Xiaomi Electric Scooter Essential. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10 tại tất cả các chi nhánh của Tanda Food và dịch vụ Tanda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tanda.com/relax. Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer tuyên bố vaccine của họ có hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng của COVID lên trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine Pfizer-BioNTech lên trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 cho thấy vaccine đạt hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng. Kết quả này đã được nộp lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Cơ quan này sẽ đưa ra phân tích số liệu của riêng họ trong ngày. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tham gia thử nghiệm được tiêm liều 10 microgram nhỏ hơn liều 30 microgram trích cho người lớn. Pfizer cho biết liều lượng này là an toàn và những trẻ em tham gia thử nghiệm chỉ bị tác dụng phụ rất nhẹ. Trong số 2.268 trẻ em tham gia thử nghiệm, 2/3 trẻ em được tiêm vaccine, trong khi số còn lại được tiêm giả dược. 16 trẻ em được tiêm giả dược bị nhiễm virus so với 3 trẻ trong số đã được tiêm vaccine. Trong một cuộc họp tuần tới, nhóm cố vấn của FDA sẽ quyết định có đề xuất cơ quan này cho phép tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi hay không. Biến thể phụ AI.4.2 của chủng Delta hiện đang lan ra các khu vực của Mỹ. Theo như Outbreak.info, AI.4.2 hiện đang được phát hiện ở 4 bang của Mỹ, bao gồm Bắc Carolina, Massachusetts, Washington, California cùng với thủ đô Washington. Hiện nay, biến thể phụ này vẫn hiếm gặp ở Mỹ. Cho tới nay, chỉ có 5 ca biến thể AI.42 được ghi nhận ở quốc gia này với các bang trên và thủ đô Washington. Mỗi nơi chỉ ghi nhận 1 ca. Cách đó 2 ngày, biến thể AI.4.2 chỉ phát hiện ở California, Bắc Carolina và Washington DC. Biến thể phụ AI.4.2 là một trong hơn 30 biến thể tiến hóa từ chủng Delta được phát hiện trên toàn cầu. Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC, biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 2 lần so với các biến thể trước đó. Hiện vẫn chưa rõ những đột biến này có ảnh hưởng như thế nào đến cách hành xử của biến thể phụ đặc biệt này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng AI.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn một chút so với biến chủng Delta ban đầu. Theo nhà báo DPA, lãnh đạo Liên minh châu Âu vào ngày 22 tháng 10 đã tổ chức một sự kiện để tạm biệt Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hội nghị thượng đỉnh được diễn ra ở Brussels, Bỉ, hội nghị cuối cùng của EU mà bà tham gia với cương vị là một nguyên thủ quốc gia. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã dành lời ca ngợi cho bà đầm thép Merkel. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel nói,
châu Âu sẽ nhớ cỗ máy đàm phán, trong khi đó Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg ca ngợi bà Merkel là một công dân châu Âu ưu tú. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ví von một hội nghị thượng đỉnh EU không có bà Merkel sẽ giống như Rome không có Vatican, Paris không có tháp Eiffel. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng Thủ tướng Merkel đã để lại dấu ấn khi giúp các nước EU đưa ra quyết định đúng đắn ở những thời điểm khó khăn. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cũng gửi lời tri ân đến bà Merkel, ca ngợi những đóng góp của bà trong việc dìu dắt không chỉ nước Đức mà còn nhiều quốc gia trên thế giới vượt qua các cuộc khủng hoảng. Tại lễ chia tay hôm qua, bà Merkel đã nhận được một món quà là mô hình tòa nhà trụ sở Hội đồng châu Âu ở Bruxelles. Bà Merkel vốn là tiến sĩ vật lý, từng làm trong lĩnh vực hóa lượng tử. Bà đắc cử Thủ tướng Đức năm 2005. Ở tuổi 51, bà là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Từ đây, kỷ nguyên Merkel bắt đầu. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2006, Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu danh sách top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới và liên tục giữ vị trí này trong 13 năm. Bà là nữ thủ tướng Đức đầu tiên trong lịch sử. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Merkel được coi là bà đấm thép với những quyết định cứng rắn, quyết đoán, nhưng cũng là người phụ nữ nhân hậu với quyết định mở cửa đón người nhập cư. Bà đã chèo lái nước Đức và EU vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng nhập cư, khủng hoảng tài chính. Nhà Trắng tái khẳng định chính sách của Washington với Đài Loan, Trung Quốc không thay đổi sau khi Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẽ bảo vệ hòn đảo nếu đại lục phát động tấn công. Chính sách của chúng tôi không thay đổi, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong họp báo ngày 22 tháng 10 trước loạt câu hỏi về phát ngôn của ông Biden có phải là tín hiệu cho thấy Washington đã chấm dứt lập trường mơ hồ chiến lược. Bà Psaki nêu rõ, Tổng thống không tuyên bố bất cứ thay đổi nào, cũng như không quyết định thay đổi chính sách của Mỹ. Một mặt, người phát ngôn Nhà Trắng tái khẳng định Mỹ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của đạo luật quan hệ Đài Loan. Mặt khác, bà né tránh câu hỏi rằng có phải ông Biden nói nhầm hoặc phải chăng ông đang ra tín hiệu cứng rắn hơn trong lập trường của Washington với Đài Loan. Một ngày trước đó, khi được CNN hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan khi quân đội đại lục tấn công hay không, Tổng thống Biden nói, có, Mỹ cam kết thực hiện điều đó. Mỹ không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng hỗ trợ nỗ lực tự vệ của vùng lãnh thổ này thông qua bán vũ khí căn cứ theo đạo luật quan hệ với Đài Loan. Hòn đảo này được Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào ngày 22 tháng 10 kêu gọi Mỹ cẩn trọng với phát ngôn và hành động về vấn đề Đài Loan, đồng thời không gửi tín hiệu sai lầm đến các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, tránh làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ Mỹ-Trung cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 21 tháng 10 tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan phòng thủ nếu quân đội Trung Quốc tấn công hòn đảo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định liên quan đến vấn đề lợi ích cốt lõi và chủ quyền lãnh thổ, Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ. Ông Uông Văn Bân cũng cảnh báo các nước khác không nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ và năng lực của Trung Quốc trong vấn đề này. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc, nước ngoài không được phép can thiệp. Tại Đài Bắc, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan thông qua các hành động cụ thể và hòn đảo sẽ không đầu hàng trước áp lực hay hành động hấp tấp. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, đám cháy bùng phát vào sáng ngày 22 tháng 10 tại vùng Ryazan, trong khu xưởng của công ty Razirat, nơi sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đã có 16 người thiệt mạng. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, vụ cháy xảy ra ở xưởng một tầng, nơi cất giữ thuốc súng của công ty Razirat, đóng tại Lesnoye, quận Silovsky, tỉnh Ryazan. Đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 160m2. Hiện tại ngọn lửa đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, tòa nhà của dây chuyền đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có những cấu trúc đơn lẻ còn sót lại. Người đứng đầu chính quyền quận Silovsky Vladimir Lukantsov cho biết có 17 người trong xưởng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Còn theo Bộ Y tế Nga, có 16 người chết, một người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy, như Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết, là do vi phạm quy trình công nghệ. Gia đình các nạn nhân sẽ nhận được 1 triệu rúp mỗi người. Công ty Razriat, nơi có tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, chuyên sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Ngoài ra, công ty còn tham gia vào việc xử lý đạn dược.
Trước khi đến sân bay, đến lúc ra cửa lên máy bay tại sân bay Nội Bài, hành khách phải trải qua 3 lần đo thân nhiệt bằng máy đo tự động. Hành khách trên 37,5 độ C sẽ không được đi máy bay. Đây là khuyến cáo được Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đưa ra hôm qua 22 tháng 10. Ngoài ra, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân theo quy định, chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay, giấy chứng nhận khỏi COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực, khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID. Hành khách cũng cần in và điền đầy đủ thông tin chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 theo mẫu được quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Liên quan đến đề xuất tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng việc ban hành các quy định như trong dự thảo là biện pháp can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, buôn lậu, gian lận thương mại một mặt hàng nào đó xảy ra phụ thuộc vào lợi nhuận tiềm năng của mặt hàng đó tại một thời điểm nhất định. VCCI cho rằng một trong các yếu tố quan trọng quyết định tình trạng này là nhu cầu thị trường. Về cơ bản không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng diện rộng hoặc cục bộ trên thị trường hoặc ép hàng làm giá như năm 2020, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của Việt Nam cũng được đảm bảo. Trước đó, Bộ Công Thương cho biết một số doanh nghiệp gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp khẩu trang y tế vào đồ bảo hộ lao động. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã đội vốn hơn 100% so với tổng mức đầu tư ban đầu, tương ứng 9.200 tỷ đồng. Do đổi phương án nhà ga từ 2 tầng thành 3 tầng, bổ sung hạng mục đường tránh quốc lộ 6, kinh phí giải phóng mặt bằng thay đổi và cả do biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, tỷ giá hối đoái. Do chậm hoàn thành bàn giao đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay, Bộ Tài chính phải ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ. Hiện Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành thủ tục để bàn giao dự án cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố thực hiện trả nợ theo cơ chế tài chính của dự án. Trong những ngày qua, khi mưa kéo dài liên tục khiến đoạn đường quốc lộ 14 thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị ngập nặng, dẫn đến các phương tiện di chuyển khó khăn, xe máy bị tắt máy gây ùn tắc kéo dài. Hình ảnh ghi lại đoạn đi qua giữa xã Nghĩa Trung và xã Nghĩa Bình thuộc huyện Bù Đăng ngập nặng. Khu vực này có cầu nước ngập sâu lên tới gần nửa mét khiến nhiều phương tiện giao thông qua đây khó khăn, chết máy. Trong những ngày qua, do lượng người và phương tiện di chuyển hướng Tây Nguyên thành phố Hồ Chí Minh đông nên đã gây cảnh kẹt xe. Người tham gia giao thông và người dân sống khu vực này rất bức xúc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn phân luồng, cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật hình sự 2015 bổ sung năm 2017 đối với Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện nay là giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với Nguyễn Đức Đảng, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.